Xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây mà các bạn đuốn xem từ vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng riêng năm Tân Sửu Ngày này là ngày Đinh Tỵ tháng Canh Dần năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỷ, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bạo quang giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trần giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung thổ ngày đinh tỵ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm, sa trung thổ, kỵ tuổi, tân hợi, quý hợi ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tý về tuổi xung khác trong ngày tuổi kỷ hợi quý hợi quý xỉu quý tỵ quý mùi, tuổi sông trong tháng, tuổi nham than, mậu than, giáp tý, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương hay gọi là sao diệt môn, sáu mọi việc, sao tiểu hồng sa, sáu mọi việc, sao tiểu hao, sáu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao nguyệt hỏa, sáu đối với sửa sang nhà cửa, độ mái, xây bếp, sao thần cách, kỵ về tế tử, sao băng tiêu ngoại hãm, xấu mọi việc và ngày hôm nay là ngày sát chủ, xấu mọi việc, sao nguyệt hình, xấu mọi việc, sao ngộ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao độc hỏa, xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Và đặc biệt là ngày hôm nay là ngày sát chủ, thiêu quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ chăm sự đều kỳ, vì vậy các bạn không nên tiến hành làm những công việc trọng đại. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời các bạn đốn xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tý xem tử vi cho thấy với bà tuổi Tý bắt đầu ngày mới có một vài trục trặc trong công việc vẫn chưa được tháo gỡ do ảnh hưởng của tỷ kim chiếu mệnh, bản mệnh tuổi tí không chịu lắng nghe lời khuyên của người khác cho nên khó tránh khỏi sai sót xảy ra mọi người có một cách nhìn nhận vấn đề cũng như là năng lực chuyên môn khác nhau nên khi làm việc chung sẽ khó tránh khỏi tình trạng xảy ra các ý kiến trái chiều, không phải ai cũng có thể thấu hiểu hành động và suy nghĩ của bạn. Và với bạn tuổi tí, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn hãy cân nhắc cẩn thận vì lựa chọn của bạn có thể ảnh hưởng lớn tới tương lai của bạn. Bạn cần phải nhớ là luôn bình tĩnh, bởi sự bình tĩnh sẽ giúp cho bạn sáng suốt và đưa ra những quyết định đúng đắn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có Hỏa Thủy xung khắc không hề có lợi cho sức khỏe của bản mệnh, nhất là khi dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona vẫn đang tiếp diễn phức tạp thì việc tăng cường sức đề kháng cho bản thân là điều vô cùng cần thiết. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, công việc gặp trục trặc mất thời gian để giải quyết tử vi tuổi bính tý thuộc thủy nên lắng nghe tiếp thu ý kiến của người những người có kinh nghiệm tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa cần phải biết cách dung hòa các ý kiến trái chiều tử vi tuổi canh tý thuộc thổ cần nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc nên tăng cường sức đề kháng cho bản thân và đánh giá của bà tuổi tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu, thứ tư, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu Sửu phù trợ mang đến cho bạn tuổi Sửu có được những tin vui trong chuyện tình cảm với những ai đang còn phân vân về lựa chọn của trái tim mình, bạn cần phải nhìn nhận vào thẳng thắn vấn đề để nắm giữ tình cảm của mình. Đừng có mãi dua dự, bởi chẳng ai mãi mãi chờ đợi bạn đâu còn đối với những bạn đang còn độc thân bạn có thể gặp được người mà mình thầm thương trọn nhớ từ cái nhìn đầu tiên đừng có vội từ chối những gì đến quá nhanh bởi có thể giữa hai người có sức hút lẫn nhau hãy thử mở lòng mình xem sao Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, trái với những thuận lợi trong chuyện tình cảm thì công việc của bà tuổi Sửu trong ngày hôm nay lại đang gặp đôi chút trở ngại. Do vậy, với bà tuổi Sửu cũng đừng trở nên nản lòng, chỉ cần nỗ lực tối đa, bạn chắc chắn sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Và ngày này, bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Đây là tín hiệu tốt trong tình hình tài chính của bạn mệnh. Bằng việc tiết kiệm một số tiền nhô nhỏ thôi, nhưng qua thời gian cũng đã tích lũy được một số tiền kha khá, đảm bảo cho tương lai của bạn được tốt hơn về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tình duyên phơi phới nên nắm giữ hạnh phúc trong tay tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy đừng mãi do dự trong chuyện tình cảm tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa đối với những bạn đang còn độc thân có thơ cơ hội thoát ế tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ công việc xuất hiện trở ngại nhưng chớ nên nản lòng tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc tài chính được ổn định nhờ vào khoản tiết kiệm của bạn về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. tử vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy với bà tuổi dần có thể đang có linh cảm về điều gì đó sắp xảy ra trong ngày khi bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông dần thân tị hợi gây ra với sự bất an càng lớn dần khi bạn tuổi dần uh, nhận rõ sự lạnh nhạt và những hành động khả nghi của nửa kia, bạn luôn sợ trong lúc mình không để ý tình cảm của cả hai đã phai nhạt từ bao giờ. Thời điểm hiện tại, dù chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng với bạn tuổi dần vẫn khăng khăng tin vào trực giác của mình. Điều đó vô tình có thể khiến cho người ấy bị tổn thương khi vốn dĩ chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài trí tưởng tượng của bạn ngày này với bạn tuổi dần đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi dần cần phải chú ý đến tình hình tài chính của bản thân tránh việc tiêu xài không có kế hoạch và không nên cho người khác vay mượn tiền trong ngày hôm nay Càng là những người mới chào thì với những khoản đầu tư lãi suất khủng thì bạn lại càng phải dè chừng, đừng có vội vàng tin vào và làm theo, đừng có để cho cảm xúc kiểm soát hành động của bản thân, nếu không sẽ phải hối hận trong thời gian tới. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy đang có sự bất an khi thấy sự lạnh nhạt của nửa kia. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa khăng khăng tin vào trực giác của mình. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ nên chú ý tới tình hình tài chính, tránh tiêu xài không có kế hoạch tử vi tuổi canh dần thuộc mộc nên nói chuyện thẳng thắn với nửa kia về những nghi ngờ của mình tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim đề phòng bị lừa bởi những lời mời đầy hứa hẹn về đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh bạn tuổi mão rất có thể sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thưởng trong ngày hôm nay bởi những gì bạn đã làm được bạn mệnh cảm thấy rất vui vẻ và có thêm động lực để nỗ lực hơn nữa tâm trạng của bạn tuổi mão rất thoải mái cho nên bạn có được sự hài hòa, nhẹ nhàng với mọi người hơn và nhờ đó được nhiều người yêu mến và quý trọng. Thời điểm này rất tốt để hóa giải những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đây giữa các bạn. Và ngày hôm nay với bà tuổi Mão, bạn cũng nhận về nhiều may mắn trong chuyện kiếm tiền, có được cơ hội về tài lộc ùn ùn kéo tới. Với bạn tuổi Mão, hãy biết mình cần phải làm gì để không bỏ lỡ cơ hội đến ngay trong tầm tay xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi mão ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian ngày này thuộc bách kỳ vì vậy với bạn tuổi mão trong ngày hôm nay không nên tiến hành làm những công việc trọng đại về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy nhận được sự tán thưởng về những gì mà bạn đã làm được tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa thời điểm tốt để hòa giải những mâu thuẫn hiểu lầm trước đây. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ có sự may mắn trong việc kiếm tiền, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc không nên bỏ lỡ cơ hội tăng thu nhập cho bản thân. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim không nên tiến hành những công việc trọng đại do ngày hôm nay là ngày sát chủ. Về đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tuất, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có chính con chiếu mệnh có thể sẽ mang đến nhiều điều kiện thuận lợi trong việc phát triển sự nghiệp cho bạn bạn mệnh tuổi thìn cần phải nỗ lực và tranh dành nhiều thời gian hơn cho công việc của mình trong thời điểm này đừng có để cho thời cơ trôi qua một cách nối tiếc Công việc với bạn tuổi thìn có được nhiều sự thuận lợi là thế, nhưng xem ra con đường tài lộc của bạn vẫn đang còn khá ảm đạm. Có lẽ bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, hãy xây dựng một kế hoạch mới thật chỉn chu để bắt đầu một ngày mới cho vận trình tốt hơn ngũ hành tương sinh mang đến cho bạn tuổi thìn có được cơ hội thoát ế không hề nhỏ đối với những bạn đang còn độc thân bạn nên tích cực tham gia các hoạt động xã hội có thể đào hoa của bạn sẽ đến từ đó và với bạn tuổi thìn cũng có thể sẽ gặp được người thầm thương trộm nhớ đôi bên có ấn tượng tốt về nhau tâm đầu ý hợp như thể đã quên biết từ lâu và thật may mắn làm sao khi mà đôi con tim cùng chim nhịp cùng chung nhịp đập nữa rồi về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ có điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ cần phải nỗ lực thật nhiều khi cơ hội đến tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc tài lộc ảm đạm cần phải cố gắng nhiều hơn nữa tử vi tuổi canh thìn thuộc kim đối với những bạn đang quản độc thân nên tích cực tham gia các hoạt động tập thể để cải thiện vận đào hoa tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy có may mắn gặp được người tâm đầu ý hợp về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu cà phê màu nâu đất quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi giàu tuổi than tử vi tuổi tỵ thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là dưới sự nâng đỡ của chính tài chiếu mệnh cho nên bạn tuổi tỵ có thể vui vẻ trong ngày hôm nay bởi các chuyện tiền bạc của bạn chẳng còn là vấn đề khiến cho bạn phải đau đầu nữa các vấn đề liên quan về tài chính sẽ được bạn xử lý gọn gàng vì khi khó sẽ có ngay người hỗ trợ cho bạn ngày này với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có chính tài vượng vàng, cho nên bạn mệnh không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nếu thực sự thích muốn đồ gì, bạn cũng có thể chiều lòng mình. Tuy nhiên, không nên phung phí quá đà. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí đương vượng, cho thấy sức khỏe của bạn mệnh đang có sự suy yếu, dễ gặp các vấn đề về tim hay là huyết áp tính khí nóng nảy thất thường cũng có thể khiến cho người ấy không thể chịu nổi mà bỏ cuộc nữa. Xem tử vi ngày thứ tư này với bà tuổi tỵ, ngày này là ngày 27 âm lịch. Vì vậy, nhân thần nằm ở trong khớp cổ chân, khí sung, xương bánh chè với bạn tuổi tỵ nên tránh làm tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở vị trí này về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ, chuyện tiền bạc được giải quyết gọn gàng tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ dù khó khăn đến đâu cũng sẽ lập tức có người hỗ trợ tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc có thể tự thưởng cho bản thân mình để động viên không nên phung phí quá đà tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim sức khỏe suy yếu tính khí nóng nảy thất thường tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tránh chút giận lung tung lên người không liên quan về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 7 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi xỉu tuổi thân từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tỵ ngọ tư hội mang đến cho bạn có được nhiều tin mừng trong các mối quan hệ về tình cảm đối với những bạn đã lập gia đình rồi sẽ nhanh chóng hóa giải được những mâu thuẫn mà không gặp phải khó khăn gì Người ấy chấp nhận bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm của bạn. Bạn mệnh tuổi ngọ hãy trân trọng người yêu thương và bao dung cho mình. Bởi chỉ có tình yêu lớn lao thì mới có thể làm được cái điều đó. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì cảm thấy mình đang đến gần với hạnh phúc khi mà trái tim không ngừng rung động khi đứng trước người ấy. Bạn hãy tìm cơ hội phù hợp để bày tỏ tình cảm của mình đi bạn tuổi ngọ nhé. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp được ngày có thiên tài xuất hiện. Cái điều này cũng cho thấy con đường tài lộc của bạn có được sự khởi sắc không ngừng. Chẳng những đối với những bạn làm công ăn lương mà cả bạn làm kinh doanh buôn bán cũng nhìn thấy được cơ hội phát tài kiếm tiền đầy tay cho mình trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi giáp ngọ của Kim chuyện tình cảm có nhiều tin vui tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy mau thuận gia đình được hóa giải nhanh chóng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa cần phải trân trọng hạnh phúc mà mình đang có tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ đối với những bạn đang còn độc thân ngày càng à, khó kiềm nén tình cảm với người mà mình thầm thương trộm mến đối tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc tài lộc có được sự khởi sắc có cơ hội phát tài về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 9 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mùi tuổi dần tử vi tuổi mùi thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho thấy với bà tuổi mùi đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh và hôm nay không phải là một ngày may mắn cho bà tuổi mùi. Nhiều kế hoạch đã bị đổ vợ dựa chừng khiến cho bạn bối rối tìm cách giải quyết, thời gian cứ thế trôi đi và bạn chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Dường như với bà tuổi mùi đang thiếu đi sự định hướng cụ thể về việc cần phải làm gì, làm như thế nào và đó là điều bạn cần phải tìm ra càng sớm càng tốt. Đôi khi thay vì cố gắng kiểm soát mọi thứ thì tốt nhất là với bà tuổi mùi cứ buông mình và cảm nhận tất cả những gì đến với mình đi cái đã. Ngày này bà tuổi mùi lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng mang lại sức khỏe cho bạn có được sự dồi dào. Tuy nhiên, đừng có vì công việc bọn bè mà quên đi việc chăm sóc cho bản thân mình. Khi thấy năng lượng của mình có phần bị giảm sút thì tốt nhất là với bạn tuổi mùi nên được nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn. Trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành những công việc sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, kế hoạch đổ vợ giữa chừng tốn công sức để giải quyết, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, thiếu định hướng cụ thể khiến cho mọi việc của bạn trở nên dang dở từ vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa công việc bận rộn đến đâu cũng đừng quên chăm sóc sức khỏe cho bản thân từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ đừng có kiểm soát mọi thứ theo ý của mình từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc không nên đục đẽo sửa chữa vị trí đồ đạc trong nhà về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện tỷ thân nhị hợp cái điều này làm cho bà tuổi thân có thể cần phải mở rộng trái tim mình để đón nhận tình yêu cho đối phương và cũng cho bản thân mình cơ hội để được hạnh phúc ngày này với bà tuổi thân cho thấy nhân duyên của bạn đang rất tốt đẹp trong thời điểm này với bạn tuổi thân, đừng có mãi để quá khứ níu chân bạn ở lại và từ chối tình yêu ở hiện tại. Bạn cần phải hiểu có những thứ đã qua đi là sẽ chẳng bao giờ trở lại. Người thực lòng yêu thương mình chẳng có nhiều đâu. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày của chính án trợ mệnh cho nên bạn trở nên nhẫn nại, kiên trì hơn. Nhờ đó mà có nhiều việc trong ngày hôm nay với bạn tuổi thân diễn ra rất chi là thuận lợi. Bạn mệnh được sự nể trọng, nhất là đối với những bạn đang có địa vị, vị thế thể hiện được uy lực của mình. Xem tử vi ngày thứ tư này với bạn tuổi thân, bạn mệnh nếu như có ý định xuất hành đi xa thì nên ưu tin những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam, và tài thần hướng chính đông. Đây là hai hướng giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy nhân duyên tốt đẹp nên mở cửa trái tim mình để đón nhận tình yêu. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa đừng có để cho quá khứ ngăn cản bạn đón nhận hạnh phúc. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ nên kiên nhẫn khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được. Từ vi tuổi canh thân, thuộc mộc, được mọi người nể trọng và tin tưởng. Từ vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, nên chọn hướng tốt để xuất hành trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi giàu thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021 ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỷ dậu xỉu phù trợ. Đây là báo hiệu bạn đang gặp được quý nhân trợ mệnh và đây là thời điểm rất thích hợp để cho bạn mệnh tiến hành các kế hoạch công việc, đầu tư, kinh doanh nhằm thu lợi về mình ngày này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh báo hiệu cho bạn với những nỗ lực của bạn trong công việc sẽ giành được thành công bạn mệnh hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa những khó khăn trước mắt rồi cũng sẽ bị đẩy lùi mà thôi chẳng những vậy ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu rất thuận lợi cho chuyện tình cảm của bạn các cặp đôi có thể thắp lại ngọn lửa lãng mạn, nồng nàn. Còn các bạn đang quản độc thân thì có thêm dụng khí, chủ động tìm kiếm đối phương thích hợp cho riêng mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Dậu cũng đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc báo hiệu cho bạn cần phải chú ý tới vấn đề sức khỏe của mình. Cuối ngày, bạn nên tạm rời xa công việc và tận hưởng cuộc sống. Nếu cứ vùi đầu mãi vào công việc thì hiệu quả chưa chắc đã cao. Bạn nên biết kết hợp nghỉ ngơi và làm việc phù hợp để hồi sức tốt hơn. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy có quý nhân trợ mệnh giúp giải quyết được mọi khó khăn từ vi tuổi đinh dậu thuộc họ thích hợp để tiến hành các công việc như đầu tư kinh doanh từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ nỗ lực bấy lâu nay được đền đáp xứng đáng từ vi tuổi tân dậu thuộc mộc tình cảm có nhiều thuận lợi cho cả người đã có đôi lẫn đối với những người đang còn độc thân. Từ vi tuổi quý giàu thuộc kim nên chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho mình. Về đánh giá của bạn tử giàu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tuất xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất đang gặp được ngày có chính quan chia chở sẽ giúp cho bạn tuổi tốt có thêm động lực để nỗ lực hơn trong công việc học tập của mình. Bạn dần đã nhận ra được giá trị to lớn của kiến thức và sẽ chăm chỉ tích lũy để cho bản thân mình không bị tụt hậu, tụt lùi về phía sau. Tuy nhiên, bạn tuổi tốt bạn lại gặp đôi chút khó khăn khi xác định được mục tiêu trong tương lai của mình. Dù mục tiêu là gì, cũng đừng nên chần chừ quá lâu vì thời gian có thể làm giảm sút đi quyết tâm và động lực của bạn. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, báo hiệu cho bạn đang có được những tin vui về chuyện tình cảm. Bạn mệnh có thể sẽ được bạn bè và người thân giới thiệu cho đối tượng yêu thương và tiến tới mối quan hệ nghiêm túc. Ngày này là ngày tam nương tương sát, cho nên bạn tuổi tuất cần phải chú ý không nên tiến hành những công việc trọng đại như là cưới hỏi, khai trương, xuất hành, sửa chữa hay là cất nhà. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tràn đầy hứng khởi để làm việc và học tập, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ gặp khó khăn khi phải xác định mục tiêu cho mình, tử vi tuổi mậu tuất thuộc màu có tin vui về chuyện tình cảm được người quyên giới thiệu cho đối tượng phù hợp từ vi tuổi canh tuất thuộc kim chủ động tích lũy kiến thức trang bị thêm kinh nghiệm cho bản thân từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy tránh thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay bởi ngày này là ngày tam nương tương sát họa tai không lường và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu đậm, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 10 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi có thể sẽ như gặp tác động xấu do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi gây ra cho nên cái chuyện tình cảm của bạn không được tốt. Đôi lứa, vợ chồng, dạy nảy sinh mâu thuẫn do hiểu nhầm nhau, không được giải quyết kịp thời. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi cũng đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc rất có thể sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của hai bạn. Bạn cần phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề, chớ nên tiếp xúc quá nhiều với những người tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mạo trong ngày hôm nay, kẹo không lại mắc rắc rối xảy ra với mình. Chẳng những vậy, trong ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều đó có nghĩa là bạn tuổi Hợi dễ gặp phải họa phá tài, không đau tự dưng mất tiền. Bạn mệnh nên cân nhắc lại những quyết định liên quan tới vấn đề tài chính trong ngày hôm nay. Ngày này nếu như bạn tuổi Hợi xuất hành đi xa thì nên ưu tiên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều thuận lợi hơn, tránh những rủi ro xảy ra với mình. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, tình cảm gặp trục trặc, mâu thuẫn dễ nảy sinh. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, có điểm báo người thứ ba chiên chân vào mối quan hệ tình cảm. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, dễ gặp họa phá tài, tổn hao về tiền bạc. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, nên cân nhắc cẩn thận trước khi tiến hành về đầu tư, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy kiên trì mới có thể đạt được những thứ mà mình mong muốn. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.